Đình Quang Thái kính chào quý khán giả của người Việt TV Online. Sau đây là một điểm tin sáng thứ tư ngày 11 tháng 10 năm 2017. Trước hết là tin liên quan đến hỏa hoạn tại miền Bắc California và một số vùng tại miền Nam California. Kể từ khi ngọn lửa bắt đầu hoành hành từ hôm Chủ nhật cho tới sáng ngày hôm nay thì một cái vùng rất rộng lớn tại miền Bắc California đã bị bà hỏa tiêu hủy gần như là hoàn toàn. Số tử vong cho tới bây giờ là 17 người và 180 người được ghi nhận là mất tích. Uh, những uh, thị trấn sau đây đã bị ảnh hưởng là non, uh, Sonoma, Napa, Mendocino là những cái vùng mà trồng rượu nho để sản xuất rượu vang của nước Mỹ. Uh, 20.000 người cho tới chiều tới ngày hôm qua thứ ba vẫn phải uh, bắt buộc phải di tản ra khỏi khu vực của San Rosa và Sonoma County. 2.000 căn nhà đã bị hủy hoại, 100 người hiện nay đang được chữa trị tại bệnh viện đó là cư dân riêng tại cái vùng Napa và Sonoma thôi những người này bị cháy bị khó thở và bị cái tình trạng mệt mỏi và thiếu nước ở trong người. Ngọn lửa đã hoành hành một khu vực rộng lớn tới 115.000 acre, tức là lớn kinh khủng. Và theo như một cái con tính của Đài CNN thì cứ 3 phút thì ngọn lửa thiêu hủy một cái vùng đất rộng bằng một cái sân football của nước Mỹ. Uh, riêng tại Sonoma County thì có 25.000 người di tản và 5.000 người phải đang sống trong những cái lều tạm trú. Uh, thống đốc của tiểu bang California là ông Jerry Brown đã công bố tình trạng khẩn cấp tại những khu vực Napa, Sonoma, Yupa, Butte, Lake, uh, Mendocino, Nevada và vùng miền Nam California, tức là Orange County ngoài ra sáng nay ông có thêm một số những thành phố khác cũng nằm chừng, được loan báo trong tình trạng khẩn cấp đó là humboldt shasta và calaveras county tổng thống donald trump đã lập tức uh, tuyên bố là những cái vùng bị hỏa hoạn tại california là một cái vùng uh, được xem như là bị chịu một cái thiên tai hoặc là một cái um, trần hòa, gọi là tàn phá bởi ngọn lửa và dự trù là chính phủ liên bang sẽ phải giúp đỡ cho những vùng này riêng tại miền Nam California thì uh, thành phố Anaheim có 6.000 acre đã bị cháy, 1.000 nhân viên cứu hỏa các nơi đã phải đổ về để dập ngọn lửa và có 24 căn nhà bị thiêu hủy và 3.000 người đã phải chạy ra khỏi khu vực này. Liên quan đến tình hình tại khu vực biển đông, thì uh, thưa quý khán giả trong bối cảnh mà hội nghị các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN và có phiên diện của cả Ngoại trưởng Mỹ và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ họp vào ngày 24 tháng 10 sắp tới đây tại Philippines. Thì Tổng tham mưu trưởng của quân đội Philippines vừa mới loan báo rằng họ quyết định tái lập trở lại và nâng cấp những cuộc tập trận với quân đội Mỹ. Đây là một hành động khiến cho giới quan sát ngờ rằng chính phủ Philippines đang xoay trục trở lại với quân đội Hoa Kỳ. Sau khi mà Tổng thống Duterte lúc lên cầm quyền thì ông loan báo là cắt giảm tất cả những cuộc tập trận với quân đội Mỹ. Thưa quý vị, quyết định của phía Philippines và đặc biệt của tổng thống Duterte à, nằm trong một cái bối cảnh mà mới đây nhất thì Philippines khám phá thấy có 11 tàu chiến của Hoa Kỳ đã lạng vàng trong khu vực đảo Thị tứ thuộc về chủ quyền của Philippines và nhất là xảy ra trong một cái bối cảnh mà tháng 11 sắp tới đây tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ đến Manila để dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á. Ông Tổng thống Duterte đã không bày tỏ cái sự phản đối là Hoa Kỳ sẽ cho tập trận 900 quân nhân tại một khu vực phía bắc của Philippines. Về phía Hoa Kỳ thì mặc dù không uh, nêu rõ cái mục tiêu của cuộc tập trận, nhưng mà đại sứ Mỹ tại Philippines thì cho biết là sự kiện tăng cường hợp tác quân sự giữa đôi bên nhằm mục đích uh, tăng cường cái khả năng phản ứng song phương trước các cuộc khủng hoảng trong khu vực để củng cố cái liên minh mấy chục năm vừa qua giữa Hoa Kỳ và Philippines. Và trong một cái um, uh, uh, thể hiện khác thì ngoại trưởng Philippines là Alan Peter Cayetano xác nhận rằng Philippines muốn tăng cường hợp tác kinh tế với nước Mỹ. Cũng liên quan đến Biển Đông thì Bộ chỉ huy hải quân của Hoa Kỳ tại vùng Á châu Thái Bình Dương loan báo cho biết rằng đã điều động một khu trục hạm có tên là Shafi đến gần cái khu vực hòn hoàn đảo Hoàng Sa là nơi mà Cộng sản Trung Quốc đã chiếm của Việt Nam năm 1974 và trong bao nhiêu năm qua thì Bắc Kinh tuyên bố rằng Hoàng Sa nằm trong lãnh thổ của Trung Quốc. À, theo như tin của Bộ chỉ huy Hải quân Hoa Kỳ thì chiến dịch mà đưa cái chiếc khu trục hạm này đến khác với tháng 8 vừa qua bởi vì tháng 8 vừa qua thì một khu trục hạm của Hoa Kỳ đã đi vào trong khu vực 12 hải lý chung quanh các hoàn đảo tại miền uh, biển Đông và những hoàn đảo đó là do Trung Quốc um, tạo nên ở trên vùng biển. Trong khi đó thì cái chiến hạm Phi được điều vào cái vùng hoàng Sa từ chiều tối ngày hôm qua chỉ đến gần khu vực hoàng Sa mà thôi chứ không vào phía trong 12 hải lý. Bởi vì theo công pháp quốc tế thì nếu mà một đất nước đã tuyên bố chủ quyền và được quốc tế công nhận thì một chiếc tàu mà đi vào trong 12 hải lý ở chung quanh một cái hải phận của họ thì được xem như là vi phạm vào hải phận của quốc gia đó. Thưa quý vị, Ngũ Giác Đài không đưa ra một cái đời bình luận trực tiếp nào liên quan đến cái việc mà đưa chiếc khu trục hàm Shafi vào quần đảo Hoàng Sa. Nhưng mà nói rằng Hoa Kỳ chỉ tiến hành những cái cuộc tuần tra hàng hải tự do và đồng thời Hoa Kỳ khuyến khích tất cả mọi quốc gia trên thế giới hãy cùng tham dự vào những hoạt động tự do hàng hải này. Nhà Nhạc Nguyên Cộng sản Trung Quốc đã lập tức lên tiếng phản đối. Họ nói rằng tất cả những hoạt động này của Hoa Kỳ xâm phạm một chủ quyền của Bắc Kinh. Tổng thống Donald Trump có thể sẽ đến ngay tại khu vực bàn môn điếm, tức là vĩ tuyến thứ 36 chia đôi giữa Nam và Bắc Hàn, nhân dịp ông sắp công du các quốc gia Á Châu vào tháng 11 sắp tới đây. Bản tin của hãng thông tấn UPI đã trích thuật ba viên chức cao cấp của tòa Bạch Ốc cho biết rằng Tổng thống dự trù sẽ có mặt ngay tại bàn muốn điểm và từ đó ông sẽ đi ra cái địa điểm quan sát uh, cái phiêu khu vực phía Bắc của Bắc Hàn và ông muốn gửi một cái thông điệp hết sức là quan trọng và có ý nghĩa với tư cách là tổng tư lệnh tối cao của quân lực Hoa Kỳ uh, trong chuyến đi Á Châu sắp tới đây vào tháng 11 thì Tổng thống Donald Trump dự trù sẽ đến các quốc gia là Nhật Bản, Nam Hàn, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines chuyến đi khởi khởi đầu từ ngày mùng 2 tháng 11 và sau đó ông sẽ dự hội nghị APEC nhưng mà lịch trình chi tiết thì chưa được loan báo. Trong bối cảnh mà nhà nước Hồi giáo khủng bố um, ISIS đang bị um, đánh bật ra khỏi những cái cứ địa quan trọng của họ tại chiến trường Syria và Iraq, thì các viên chức an ninh thế Âu Châu vẫn bày tỏ mối quan ngại và họ nói rằng khó có thể chặn đứng được những vụ tấn công khủng bố của nhà nước hồi giáo ngay trên lãnh thổ của những quốc gia Âu Châu. Cho dù là hiện nay ISIS đang thua trên rất nhiều mặt trận. Lý do là bởi vì tháng vừa qua thì lãnh tụ tối cao của ISIS là giáo sĩ Al-Bandadi. sau 11 tháng vắng mặt hoàn toàn vì có tin là ông ta đã bị tử trận thì ông ta đã xuất hiện trong một cuốn băng video mà trong băng video đã cho thấy là mới quay gần đây bởi vì có đề cập đến cái lời qua tiếng lại giữa tổng thống Donald Trump và lãnh tụ và Bắc Hàn Kim Nhung ờn có đề cập đến vấn đề mà Hoa Kỳ rút ra khỏi cái thỏa thuận về khí hậu Paris thì nhân vật Bandadi này nói rằng mặc dù là họ đã bị mất một số những ký điểm quan trọng tại Syria và Iraq nhưng mà điều đó không quan trọng một cái việc mà tay này đã kêu gọi tất cả những người gọi là thánh chiến hồi giáo thuộc lực lượng ISIS hãy đoàn kết lại với nhau để tấn công cái chế độ hiện nay đang cầm quyền tại syria của tổng thống độc tài Al-Assad và đồng thời tấn công vào những quyền lợi của các quốc gia tây phương muốn ám chỉ đến âu châu và hoa kỳ đó là lý do tại sao mà an ninh của âu châu rất là quan ngại là khó có thể chặn đứng được những cuộc khủng bố trong những ngày tháng sắp tới nhìn lại cái vụ mà thảm sát tại Las Vegas hôm 1 tháng 10 vừa qua khiến cho 58 người bị thiệt mạng và gần 500 người bị thương. Thưa quý khán giả, tin của đài CNN cho biết là bây giờ có đầy đủ bằng chứng cho thấy rằng uh, Patlock là cái tay mà chủ mưu cái vụ thảm sát này đã dùng một cái loại súng bắn cái viên đạn mà uh, nổ rất là mạnh nhằm mục đích bắn vào một cái bồn xăng chứa tới 43.000 uh, khối xăng nằm gần phi trường của làm Las Vegas và từ cái địa điểm của khách sạn Mandalay Bay nhìn ra rất là gần. Mục tiêu của tay này là để làm phát nổ cả một cái bồn xăng lớn như vậy để gây một cái uh, sự kinh hoàng trong khu vực mà nếu mà xảy ra vụ nổ. Thưa quý vị, cảnh sát nói rằng tay này đã bắn hai băng đạn uh, với cái loại đạn nổ vào trong cái bồn xăng này nhưng mà rất may là bồn xăng đã không phát nổ trong khi đó thì cảnh sát tại Las Vegas hiện nay đang bị chỉ trích là họ đã phản ứng tương đối là khá chậm kể từ khi phát súng đầu tiên nổ vào lúc 10 giờ 08 phút tính theo giờ địa phương tại Las Vegas khi tay bắt đốc này xả súng từ tầng lầu thứ 32 xuống một cái đại hội về nhạc đồng quê được tổ chức ở khu vực ở dưới đất. Thưa quý vị lý do là bởi vì những người nhân viên làm việc cho khách sạn Mandalay Bay khi mà họ khả nghi một cái căn phòng nằm trong tầng lầu 32 họ đã lên họ kiểm soát thì lúc đó cái tay paddock này đã bắn 200 viên đạn xuyên qua cửa dọc theo hành lang khiến cho nhìn về người nhân viên an ninh này bị thương. Mặc dù bị thương nhưng mà nhân viên của khách sạn đã dùng máy để gọi cho tổng đài và yêu cầu gọi ngay cho cảnh sát đến để kiểm soát tình hình. Thì thưa quý vị đồng hồ được kiểm soát cho thấy rằng khi mà cảnh sát đến nơi lên tới tầng lầu 32 đó thì lúc đó là 10 giờ 17 phút, tức là cái tay thủ phạm gây ra cái vụ thảm sát kinh hoàng này đã bắn cái viên đạn cuối cùng vào lúc 10 giờ 15 phút, tức là sớm 2 phút trước khi cảnh sát có mặt ở tầng lầu 32. Và khi cảnh sát tông cửa vào thì thấy y đã nằm chết ở trên sàn nhà, tức là y đã tự sát. Thì cái vì đây là một trong những vấn đề mà hiện nay sở cảnh sát tại Las Vegas đang bị chú tâm bởi vì họ cho rằng cảnh sát đã phản ứng không kịp thời khi mà có tiếng gọi cấp cứu của cái người nhân viên khách sạn Mandalay Bay. Chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong một điểm tin sáng ngày mai.